Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang diễn ra đây? Tình hình Việt Nam hiện nay cho thấy xăng dầu đã dần dần cạn kiệt nguồn cung, xã hội thiếu hụt, giao thông ngừng trệ, người dân lại bu quanh các trạm xăng chờ được đổ nhưng không có. Tình trạng Việt Nam hiện nay cho thấy đang dần tiến đến tình trạng như Sri Lanka hoặc Lào mới đây. Bao năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành độc quyền cung cấp xăng dầu, nhưng đến nay họ không còn đủ để cấp cho dân. Tình trạng này ngày càng trở nên nguy kịch. Đây là hình ảnh cảnh xếp hàng chờ mua xăng dầu. Các tỉnh ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã thiếu xăng dầu từ nhiều ngày qua, cho đến nay tình trạng đã lan đến thành phố lớn nhất đất nước. Vào ngày 6 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 cửa sổ hàng hóa tạm thời để sửa. Cùng ngày, lãnh đạo công ty nói rằng làm trong ngày một vài lần nhập cảnh về không kịp, thiếu cục bộ, không có liên tục, tình trạng thiếu liên tục trong vài ngày. Đến ngày 8 tháng 10, khu vực thành phố Thủ Đức và các cây xăng thì đều đóng cửa sớm vì hết xăng. Chưa đến 21 giờ nhưng hầu hết các cây xăng đã đều đóng cửa. Đến sáng ngày 9 tháng 10, trên toàn địa bàn thành phố đã có 54 cửa hàng tạm nghỉ ghi hết xăng. Như vậy, từ chỗ đóng 3 thì nay đã đến 54, tất cả đều được trấn an là thiếu cục bộ. Trước hơn một tháng khi bị tước giấy phép, Sài Gòn Petro đã kêu cứu rằng công ty luôn thực hiện tốt công việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Doanh nghiệp này nói rằng tháng 8 Sài Gòn Petro đã chủ động tăng cường cung cấp đến hơn 200% so với tháng 7. Hiện nay số cửa hàng xăng dầu đóng cửa là 54 và đã gia tăng lên mỗi giờ, mỗi ngày. Người ta nghi ngờ rằng nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đã cạn kiệt. Chuyện khan hiếm xăng dầu đã xảy ra từ nhiều tháng qua chứ không phải mới đây. Và thực tế cho thấy chính quyền đang bất lực trong vấn đề giải quyết khủng hoảng như hiện nay. Hồi giữa tháng 8, Bộ Công Thương cho biết dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ đủ dùng chưa tới 7 ngày. Con số này vốn rất thấp nhưng một số chuyên gia đánh giá là còn con số thực có thể thấp hơn. Và hiện nay tình trạng hết xăng đang diễn ra tràn lan cho thấy nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đang cạn, mới xảy ra tình trạng nêu trên và nó đã bị cạn kiệt. Đây là hình ảnh xăng dầu thiếu nghiêm trọng tại Việt Nam, đặc biệt là phía Nam. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nói về an ninh năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề năng lượng của Việt Nam hiện nay đang mất an ninh. Người dân không có xăng dầu để dùng hàng ngày thì họ đi thế nào? Doanh nghiệp không có xăng dầu để hoạt động nhà máy, không có xăng dầu để chuyên chở hàng hóa thì tình hình sẽ như ra sao, mọi người có thể tự biết. Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh năng lượng, nơi đâu đã quản lý nguồn xăng dầu như thế nào mà để người dân xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đến như thế. Đó là những câu hỏi mà người dân đang đặt ra cho nhà cầm quyền và trả lời bằng hành động cụ thể. Đã nhiều năm nay, xã hội đã lên án tình trạng độc quyền nhập khẩu và buôn bán xăng dầu, nên dù cho có rất nhiều doanh nghiệp muốn nhập khẩu xăng dầu để giải quyết khủng hoảng, cũng không được. An ninh năng lượng đã bị mất, thì người chịu thiệt là người dân, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh những cảnh tương tự như ở Việt Nam hiện nay đã diễn ra tại Sri Lanka vào tháng 7 vừa qua. Thời đại này là thời đại dầu mỏ. Không có xăng dầu thì rất nguy đến đời sống an sinh xã hội. Người dân không thể làm được gì ngoài chịu đựng. Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Nào là tham nhũng, nào yếu kém, nào vô trách nhiệm của chính quyền, chung quy cũng đổ lên đầu người dân. Trong thời gian tới, nếu tình trạng không được giải quyết, thì xã hội sẽ xảy ra trộm cướp xăng dầu, hoặc thậm chí có người còn cố tình vét chữ xăng dầu ở nhà để giữ chữ, gây tình trạng khan hiếm trở nên nghiêm trọng hơn. Đấy là chưa nói tới việc trữ xăng dầu nơi không an toàn có thể gây ra tình trạng cháy nổ rất nguy hiểm cho các khu dân cư. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang để xã hội ngày một tồi tệ vì khả năng quản lý yếu kém của nó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể tèo đường đến Juventus chưa bao giờ gần đến thế. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin từ nhiều tháng nay, ông Nguyễn Văn Thể sẽ bị thay thế, còn là vấn đề ai vào ghế ông Thể là chuyện đấu đá đến phút chót. Và giờ đây câu chuyện ông Tổng cho Nguyễn Văn Thể lên đường là hoàn toàn không ngoài dự đoán.
Vấn đề là ông Nguyễn Văn Thể sẽ được ngồi vào vị trí dự bị sổ khám của Nguyễn Thành Phong, rồi sau đó là gì nữa? Đó là vấn đề cần phải phân tích thêm. Vào ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ở kỳ họp thứ 4. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, một bộ trưởng để lại rất nhiều tiêu cực. Theo chương trình, trong phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng ngày 10 tháng 10, với quyết định như thế, kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra sau đó và thực hiện nốt những gì mà Bộ Chính trị đã quyết. Chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là do ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, đảm nhiệm từ tháng 10 năm 2017 đến nay. Và ông Thể đã để lại quá nhiều tai tiếng, nhiều sự yếu kém là cho người dân bức xúc, không biết kêu ai. Dự kiến ông Nguyễn Văn Thể sẽ về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương thay cho Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong đã có quyết định bị khai trừ ra khỏi Trung ương Đảng và chưa biết sẽ đi về đâu. Có hai nơi để ông Phong đi, đó là nhà của ông và nhà tù. Tất nhiên ông Phong không có con đường lựa chọn mà bên trên sẽ chọn giúp ông. Cho đến nay, tương lai của Nguyễn Thành Phong vẫn còn đang bỏ ngỏ. Đây là hình ảnh kết thúc chức vụ của ông Nguyễn Văn Thể. Theo như thông tin được biết, khi về ngồi vào chiếc ghế Phó Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Thành Phong đã vận động rất mạnh được về vườn thay vào chiếc cho là một tù, mặc áo sọc trắng đen như màu áo Juventus mà ông Đinh La Thăng và Nguyễn Đức Chung đã phải mặc bao lâu nay. Trước đây, ông Phong vận động để được ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để khỏi bị thuyên chuyển nhưng bất thành. Không biết lần này vận động của ông có thành công hay không, vẫn đang đợi kết quả. Với ông Nguyễn Thành Phong không vướng vào vòng lao lý thì đã là thành công, còn ông Nguyễn Văn Thể thì chỉ mới bắt đầu. Hiện nay ông Thể đang dẫm lại y như vết xe đổ của ông Nguyễn Thành Phong đã từng đi qua. Nói về sai phạm thì sai phạm của Nguyễn Văn Thể sẽ nghiêm trọng hơn sai phạm của Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong cũng chống dịch cùng Nguyễn Văn Nên, mà ông Phong bị quy trách nhiệm còn ông Nên không sao. Điều đó cho thấy ông Trọng thiên vị rất rõ ràng. Ông Phong được cho là đã làm cho ông Trọng dính vết nhơ khi chính ông đã giới thiệu Việt Á nhận huân chương lao động hạng 3 do ông Nguyễn Phú Trọng ký sau đó. Sai phạm của Nguyễn Văn Thể là sai phạm có hệ thống, xảy ra nhiều năm và hậu quả của nó gần như không thể khắc phục. Các công trình giao thông kém chất lượng, dịch bốt bẩn mọc tràn lan, việc ăn chia đã hoàn tất nên không thể dẹp được bốt bẩn mà vẫn cứ để cho nó tồn tại và hút máu người dân tiếp tục trong nhiều năm tới. Đó là hệ quả khôn lường. Nếu đem ra truy tố thì tội ông Thể không hề nhẹ. Đây là hình ảnh những gì ông Nguyễn Văn Thể gây ra không hề kém ông Đinh La Thăng. Hiện nay tương lai ông Thể không rõ ràng. Ông Thể ngồi tại vị trí dự bị sổ khám nhưng ông biết chạy trọt có khi ông lại hạ cánh an toàn mà không có bản án nào cho ông cả. Với tầm làm bộ trưởng lớn thứ 3 trong chính phủ, ông Thể từng làm ăn với các chủ bốt thì ắt ông Thể biết phải làm gì để được như ý. Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Mà làm một bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì việc có rất nhiều tiền không phải là vấn đề. Nhiều bạn đọc cũng hỏi ý kiến rằng với những gì mà Nguyễn Văn Thể đã làm, nếu ông Tổng Trọng không tống được ông Thể vào tù thì có thể nói đó là một thất bại của ông Tổng Bí Thư.